bên em có khi anh sợ tan biến, vì anh nghĩ khoảng cách sẽ giật chết ta theo thời gian, sợ mất em đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, một kẻ bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã, có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đừng về chưa đông đã xe cố bàn tay chở che em này, cái gật đầu dù trắng sang rồng chưa từng được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi chia và dù cho ai có lỗi.